Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Buổi tối ngày hôm nay là ngày 6 tháng 12 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục được phục vụ các bác với những sản phẩm mới về để phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh của nhà mình. Và trong clip ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh lại về được một cái bộ kéo đẩy của hãng Rotel đến từ Anh Quốc và đang phối ghép với một cặp loa AR đến từ Mỹ. Model của cặp AR này nó là AR208HO, thì cái chữ HO thì nhiều các bác lại liên tưởng đến những vụ lan đột biến ấy, phải lan HO ấy. Đấy. Cặp này là cặp loa Boxell, bass của nó là bass 20, một tép đôm, chất âm thì rất là hay, một trong những dòng thương hiệu rất là nổi tiếng tại Mỹ và dòng này thì nó cũng khá ít tại thị trường Việt Nam. Có độ nhạy là 92 decibel, trở kháng là 8 ohm và công suất của nó là 200W max một loa. Thế là đấy là công suất chịu tải. Còn với những cái cấu hình bass 20 thuộc dòng loa Boxell của những dòng loa Mỹ này thì các bác sẽ chơi tốt diện tích phòng từ 25 đến 30 mét vuông. Hình thức vỏ gỗ màu cherry còn rất là đẹp luôn. Đấy. Dòng này thì nó không kén về âm ly, các bác có thể ghép với những dòng âm ly Nhật như Peeler, Shunshui. Đặc biệt là dòng này thì rất hợp với những dòng âm ly ma răng, những dòng cỏ thôi, chỉ cần những dòng ma răng 54 là đánh tốt rồi. Còn đâu là có 74, 84, 94 thì càng hay hơn nữa. Đấy là cái đặc điểm của những dòng loa AR này. Nó có trở kháng là 8 ohm thì rất dễ phối ghép. Còn cái bộ Rotel ngày hôm nay thì nó là hàng bãi tuyển chọn. Sướng nhất đó là sử dụng điện 220V. Đấy, chạy 8 sò than, 4 tụ lọc nguồn, rất là khủng. Máy móc ruột gan thì đẹp như mới. Thì chút xíu nữa Sơn Đình sẽ mở nội thất ra cho các bác cùng xem về cái bộ giày bao này luôn. Còn Sơn Đình sẽ đang quay nốt cái cặp loa cũng như báo giá cho các bác hai cái sản phẩm này. Ở đây hôm nay thì lại có đá bóng của Việt Nam nên Sơn Đình cũng tranh thủ là đăng trước để cho các bác biết thông tin về sản phẩm ngày hôm nay. Cặp loa AR208 này thì về trong tình trạng là tuyệt đẹp. Bát của nó là bát 20, một tép đôm, gân mút, màng của nó là màng carbon. Đấy, rốn của nó là rốn lõm. Cấu hình của loa thì khá là khủng. Đây vỏ gỗ màu cherry nhìn rất là đẹp này. Kích thước của thùng thì nó có chiều cao 46, chiều ngang là 26, 27, chiều sâu là 28. Đây là cái phía đằng sau. Đấy, AR208HO, Margin USCA. Đấy, đây là cầu loa. Số seri của nó đây là 0206. Đấy, 0206 nhá. Góc cạnh của loa thì còn cực kỳ là đẹp. Mặc dù nó là loa cũ thì tất nhiên thì nó cũng cũ theo năm tháng, cũng có chảy xước nhưng không đáng kể. Vậy tổng quan thì đây là một cặp loa tuyệt vời, hình thức đẹp, nhìn thì rất là sang trọng. Đặc biệt là cái dòng này thì nó có cái phần e-căng của nó này. Cái e-căng của nó là căng khung lưới nhựa. Đấy, nó còn vát hai bên bom bê. Nên khi lắp e-căng vào nhìn nó rất là sang trọng và đặc biệt là căng này cũng còn nguyên zin luôn. Đấy, khi lắp e-căng vào thì nó sẽ như thế này. Các bác nhìn thấy nó có sang trọng không? Tem AR. Và đây là chiếc loa còn lại. Đây là một cái clip quay thực tế, không có cắt ghép, không có quay bằng bất kể một cái thiết bị gì cao sang cả. Cho nên là các bác cứ nhìn đúng loa là xuống tiền, chứ không phải lo nghĩ là Xuân Đình có quay xấu hay đẹp không. Tại vì loa xấu nó đẹp thì Xuân Đình sẽ quay thực tế luôn cho các bác. Và tổng quan thì cặp loa này còn rất là đẹp. À, dòng này thì nó trùng seri luôn nhá. 2060. Đấy. AR208HO. Cặp này thì cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán với mức giá là 5 triệu 200 nghìn đồng. Đây là một trong những dòng loa Boxell của Mỹ. Đặc biệt là dòng này nếu như các bác nào đam mê cũng như thích những dòng loa Onkyo Liverpool D500 thì so sánh với cặp này nó còn thua xa hơn nhiều các bác nhá. Chất âm của dòng này rất là hay. Và mua đây này cũng khá là ít, căng cước đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài luôn. Đấy. Nếu như mà bác nào mà thích chơi theo kiểu độc dị lạ thì có khi gỡ cái nước vải này ra, chỉ để mỗi cái khung lưới nhựa ở bên trong này nắp vào trên đây, nắp vào loa nhìn khi nó còn lịch sự và đẳng cấp hơn nữa. Cặp loa AR208HO của Sơn Đình đang bán với mức giá là 5 triệu 200 nghìn đồng. Tiếp theo thì Sơn Đình sẽ quay cho các bác cái bộ dè bao Rotel của Anh. Dòng này thì sử dụng điện 220V rất là tiện dùng. Đặc biệt là nó là nguồn rời riêng biệt hết.
kết nối với nhau bằng jack AV, phím bật tắt nguồn, đây là thớt rè này, có chỉnh bát tép này, khi cần ton này gạt sang on thì bát tép mới có tác dụng. Còn gạt ập để đánh mộc không chỉnh được bát tép có volume. Sang bên này thì nó chỉ, cái đường Ricoh này thì không quan trọng này, quan trọng là đường vào đây này. Đấy, Nittening này. Tuner CD-AUX 81 82, đây là bốn năm đường vào chính cho các bác sử dụng. Mặt của nó là mặt phay nhôm màu đen, size của nó là size 44. Máy móc thì còn cực kỳ là đẹp. Đấy. Mặt mũi hầu như không có chảy xước gì cả. Model của nó là rè con là RC971, bao là RB970BX. Đấy. Bây giờ thì Sơn Đình sẽ mở nội thất cho các bác xem và sau đó sẽ báo giá cho các bác luôn. Và trước khi mở nội thất thì Sơn Đình sẽ quay cả đằng trước đằng sau cho các bác nhìn xem là cái bộ này có mới không. Nó thực sự là nó rất mới. Đây là phía đằng sau này, toàn bộ những cái chân rắc này mới kính còn. Số seri của nó là 1488, đây là các đường vào. Sau đây có hai đường ra để cho các bác kết nối với cục bao hoặc là ra một cái thiết bị khác cũng rất là tiện dùng. Rotel 970, điện 200 đến 240 rất là tiện dùng. Còn ở phía bên dưới thì đây cục bao đây. Đấy. Bao MK2 này, có công suất là 300W này, rất là khỏe này. Đấy, stereo này. Đấy, nó có trở kháng từ 4 ohm các bác nhé, rất là tiện dùng phối ghép các loại loa. À, trước này thì số seri của nó bị mở mất rồi. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ mở nội thất quay cho các bác luôn về nội thất bên trong cho các bác ngắm nhìn với những cái bộ dây bao này. À, rất là tuyệt vời luôn và đẹp xuất sắc. Đây là nội thất của chiếc rè, hai anh em gọi là cục âm sắt đấy. Đấy. Mạch miếc này, đây nó còn có số luôn này. 0015 này. Toàn bộ tụ. À, cái này thì nó có sử dụng những con tụ Black gate. Đây là những con tụ Black gate này. Đấy, những dòng này thì các bác hay chơi về âm đi đèn, các bác hay mày mò cũng như sưu tầm những cái tụ Black gate này. Đấy, nội thất bên trong của cái cục rè đẹp thật, thực sự là nó đẹp đẹp như mới luôn. Còn bây giờ thì Sơn Đình sẽ mở tiếp nội thất bên trong của cục bao để cho các bác nhìn về cái cục bao, nó rất là khủng. Đấy. Đặc trưng của những dòng châu Âu thì cái vỉ mạch của nó màu xanh như thế này. À, đây là nội thất của cái cục bao hay thường thường anh em gọi là cục đẩy. Đấy, thứ nhất là dòng này nó đặc trưng riêng, cũng như hôm qua Sơn Đình có lên một chiếc Rotel 985BX thì nó là nguồn xuyến 4 tụ lọc nguồn. Thì đây anh em có thể do nguồn này, nguyên một lớp bụi mạch miếc sáng như ban ngày luôn. Đấy, xanh gọi là xanh nét 4 tụ lọc nguồn. Dòng này nó đánh giống như kiểu là mono block ấy. Mỗi một bên này là 4 sọt than. Nguyên bụi. Bên này cũng thế này. Và bán những cái sản phẩm này cho các bác thì Xuân Đình cũng nói rõ là hàng phải cam kết là nguyên zin tuyệt đối, cũng như xấu hay đẹp thì Xuân Đình cũng tả rõ chi tiết trong clip, bán bằng cái uy tín của mình, cho nên là các bác cứ an tâm để mua những cái sản phẩm cũng như Xuân Đình bán và tả là phải chuẩn cho các bác, để các bác sử dụng những sản phẩm hàng vãi ngon. Cái bộ dẹp bao này thì cửa Xuân Đình đang bán với mức giá là 9 triệu 500 nghìn đồng, dẹp bao của hãng Rutel. Dòng này thì các bác phối ghép tốt những dòng loa cây cột của BVK đánh cực kỳ là hợp. Tại vì là Xuân Đình thì ít bán về những dòng loa cây cột BVK, nhưng mà có các bác đã từng chơi về những dòng âm ly Rotel thì các bác hay tư vấn cũng như các bác chia sẻ rằng là ghép với những dòng loa cây cột của châu Âu. Những dòng loa BVK thì đánh những bộ Rotel này cực kỳ là hay. Bộ dây pa của Rotel này thì cửa Xuân Đình đang bán mức giá là 9 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. Hàng bãi tuyển chọn đẹp xuất sắc, sử dụng điện 220V. Và như vậy Xuân Đình đã báo giá chi tiết cho các bác hai cái bộ sản phẩm trong buổi tối ngày hôm nay. Xuân Đình xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Xuân Đình. Chi tiết cũng như địa chỉ để mua hàng, ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại 0395 727 582. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại.